Rồi xin chào anh em nha, chúc anh em một buổi sáng cuối tuần vui vẻ nha. Thì mình đang đứng trên đường Mậu Thân nè, giới thiệu cho anh em miếng đất của mình nha. Đây là hướng ra chỗ siêu thị, đường Nguyễn Đáng chỗ siêu thị Cấp Ốp á, Nguyễn Kim. Còn hướng ngược lại là hướng chợ ga chỗ đường Lê Hàng Tám mà đang có cái dự án khu cụm công nghiệp Tân Ngãi á anh em. Rồi xí nghiệp dược công nghệ cao nha, sân động. Đây là công ty Đức Hưng nha, đối diện công ty Đức Hưng. Sẽ có cái đường vô đây nè, để mình chạy vô cho anh em xem đất nha. Chạy vô đoạn khoảng 20m là chúng ta có một gặp cái đường nhựa quẹo vô nha. Đây. Thì cái nền của mình thì nằm ngay chỗ vị trí này nè anh em. Có vỉa hè luôn nha. Cái ganh đây nè. Cái ganh từ đây qua ganh đó 6m. Dài tới cái lùm xanh xanh đó. Là vậy, vậy diện tích là 27 năm. Bên đây là ngang 6 dài 27 năm. Rất đẹp nha anh em, full thổ. Thì nó chỉ cách ở cái nền mặt tiền nó một nền thôi. Thì sẽ tới đây nền mình quay hướng ra hướng này. Hướng này là hướng hướng này là hướng gì ta? Hướng nam hả anh em? Hướng này hướng nam anh em. Rồi anh em có nhu cầu liên hệ nha. Có liên hệ thương lượng thì cũng liên hệ mình nha, số điện thoại 0982792944. Anh em coi kênh có hay thì anh em có like, nhấn nút chia sẻ, bấm đăng ký kênh để mình làm các video tiếp theo nha anh em. Rồi cảm ơn anh em. Bye bye.